Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà mình ghép cái tấm ảnh này qua cái thân dâu rể bên đây nha. Thì cái này là do yêu cầu của khách nhờ mình ghép qua cái thân dâu rể này. Chắc do người ta muốn là có một áo sa rê mà không có cần phải đi ra studio chụp, nên mình sẽ tiến hành ghép. Và trước tiên mình sẽ nâng sáng cái tấm ảnh này lên nha. Ở đây thì mình sẽ dùng camera raw để nâng sáng tấm ảnh này lên nha. Mình sẽ vô printer nè, camera raw, mình sẽ nâng lên. Đó, nâng sáng lên một chút là được nha, nâng sáng lên. Rồi sau đó mình sẽ chỉnh một chút màu, mình sẽ giảm màu vàng đi một chút nè, mình tăng màu lên một chút, một ít là được nha. Nên zoom lại cho các bạn xem. Rồi ok. Rồi khi mình chỉnh sơ xong á, mình sẽ sơ lại. Rồi mình sẽ tiến hành ghép qua đây. Thì mình muốn ghép qua đây á, thì mình phải cắt hai cái phần đầu này, mình sẽ cắt ra nha. Mình sẽ dùng công cụ là Ben tool để mình cắt ra nha. Sẽ cắt cái phần đầu ra thôi nha. Đây, cắt từ từ cho nó đẹp nha. Mình dùng bên mình phải cắt từ từ cho nó đẹp. Cái phần tóc này thì mình sẽ cắt sát luôn nha, để khi mà mình ghép vào mình sẽ lấy cái phần tóc bên thân kia nha, cho nó hợp. Đây, mình cắt một cái gối cấp này. Xong mình nhấn Ctrl Enter, mình sẽ chọn Fader là 2 nha, nhấn Ctrl Z. Đây là lớp layer 1 nha, layer 1 rồi mình tách xong. Mình tới lớp cái phần đầu của bên đây, mình cũng cắt tương tự như vậy luôn. Mình dùng Ben mình cắt. Cắt từ từ cho nó đẹp. Cắt đẹp thì khi mà ghép qua hình nó sẽ đẹp nha. Cắt từ từ. Các bạn cắt các bạn dùng bên các bạn nhớ đè rê chuột. Mình nhấn đè kéo rê chuột. Đó. Ngoài ra thì mình có thể dùng bất kỳ công cụ khác mình cũng có thể cắt được. Như công cụ chữ Z, chữ L thì đều cắt được nha. Rồi nhấn Ctrl Enter nè, Fader 2 nè, Z, ok ha. Rồi mình đã tắt hai cái đầu ra rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành ghép đây nha. Thì người ta yêu cầu nguyên người thì mình thấy cái thân hình này chứ bên đây thì nó cũng là tương đối, chứ nó không có giống lắm. Chú rể bên đây thì nó hơi mập hơn một chút, hơi mập hơn. Nên mình làm cho ốm lại nha. Thì mình sẽ vào filter nè, mình sẽ dùng liquid đó, mình sẽ làm cho chú rể bớt cái phần bụng này đi, sẽ để cho nó ốm một chút, mình ghép vào nó sẽ hợp hơn đó. Sẽ làm ốm này, tại chú rể này nó hơi thấp hơn so với cô dâu một chút. Mà thân hình bên cái mẫu kia mình sẽ tạo vòng tròn nữa các bạn. Mình sẽ nhấn Ctrl T nè, mình kéo cho nó lùng xuống lại cho nó hợp với cái dáng nha. Mình sẽ khoanh như thế này, mình nhấn Ctrl T và mình kéo nó xuống đó. Rồi mình sẽ góp cái khổ lại. Ở đây mình sẽ góp là khổ 20-30 cho gọn ảnh lại nha, để nó có thằng biên trắng nó không đẹp. Rồi thì mình sử dụng cái thân này á, muốn ghép cho đẹp á, mình bắt buộc phải cắt nó ra. Mình sẽ cắt cái phần dưới này nè. Đó, các bạn để ý là mình cắt từ phần cổ nè. Phần cổ mình sẽ tách cái lớp layer ra, cắt từ phần cổ áo của chú rể nè. Mình sẽ phanh dòng nó qua đây nè.
Đó, xong nhấn Ctrl Enter, cũng chọn header 2 luôn, nhấn phím Z và mình sẽ xem lại. Rồi sau đó mình sẽ gấp cái thân đó, thì mình ghép đó, thì mình sẽ xem cái mặt là về một hướng nè, thấy nó cũng hợp lý, vậy nên mình sẽ tiến hành ghép qua. Nhưng mà bên đây thì mình để ý là bên nếu ghép đúng theo cái thân này thì mình phải lật hình lại. Rồi cái này mình không cần lật, mình sẽ bỏ qua nè, tại cái đầu nó khớp theo một cái hướng rồi đó, nên mình sẽ đưa vào được nè. Đó, các bạn thấy là mình đưa cái thân, cái đầu của bên tấm bên đây nè, mình đưa xuống dưới cái lớp layer áo mình mới cắt nè, lớp layer 2 nằm dưới lớp layer 1 là được nha. Đó, đưa vào. Đó, ok. Mình sẽ điều chỉnh từ từ nha, tại cái góc chụp ở dưới và cái góc bên đây là góc chính diện nên nó sẽ không có giống được. Đó, mình thấy là nó sẽ không bao giờ giống nha, nên mình sẽ điều chỉnh từ từ. Xem nó có hợp hay không. Rồi, bên đây cũng vậy luôn, mình sẽ đưa vào. Đó, đưa vào xem hợp không. Sẽ lấy phần tóc bên đây luôn nha, cho nó đẹp. Ok ha. Rồi, thân thì mình đã đưa vào rồi, mình sẽ tiến hành chỉnh sao cho nó khớp lại. Thì ở đây mình sẽ nhấn Ctrl T và mình sẽ nhấn giữ cái phím Ctrl này các bạn, phím Ctrl để mình điều chỉnh lại nó. Tại vì cái kiểu này được chụp cái đầu nó được nước lên cao quá nên nó bị biến dạng. Nên khi mình ghép vô cái thân này mình bắt buộc mình phải nhấn Ctrl T, mình kéo cái đầu nó xuống một chút. Đây, bên đây cũng vậy luôn nha, cái đầu nó hơi bị méo nè, do chụp bằng điện thoại cái góc chụp nó bị, mình nhớ đè cái phím Ctrl để mình thay đổi cái góc của khuôn mặt nha. Ok ha, đó thấy cũng ổn ha. Rồi mình sẽ tiến hành xóa cái background. Các bạn thấy cái background nó còn ló cái phần đầu của chú rể nè, nên mình sẽ xóa nó đi, nhấn xuống thêm phím ớt nè, đẹp phím on nè, mình sẽ xóa cái phần này đi. Các bạn dùng cái công cụ này các bạn chấm nó nha, chấm nó sẽ hết thôi. Mình điều chỉnh cái phần cổ này cho nó khớp với cái thân là ok nha. Đó, mình sẽ chấm cái phần nào mà thiếu á thì mình sẽ dùng công cụ chữ S nè, lăn quen mình chấm xuống, chấm từ từ, từ từ xuống. Từ từ mình điều chỉnh làm sao mà cho nó khớp với cái cổ áo là đẹp nha. Ok, chấm từ từ. Chấm cái background nó còn dư nè, mình sẽ chấm nó ra luôn nha. Đó. Rồi, mình sẽ chấm làm sao mà cho nó khớp cái phần này trước. Rồi, sau đó mình sẽ nâng sáng lên một chút nữa. Mình sẽ nhấn Ctrl M, chữ Ime nè. Mình chỉnh màu làm sao mà cho cái này nó màu nó tương đối đẹp. Tương đối, nhấn Ctrl L. Mình sẽ nhấn Ctrl B để mình có thể chỉnh màu nó dịu bớt. Rồi, kế tiếp đó là mình sẽ chỉnh cái phần mặt của bên đây làm sao mà cho nó đẹp nha.
Thì cái này thì cũng tương tự thôi. Mình sẽ làm bằng cách là mình chỉnh cái phần da của cái background này cho nó khớp với cái khuôn mặt, rồi mình sẽ bôi nha. Mình sẽ khoanh nó, dùng Ctrl+L đó, mình dùng L mình sẽ khoanh nó lại, nhớ Ctrl+B. Mình sẽ thêm màu làm sao mà cho nó khớp với cái đầu ở trên đó. Rồi mình sẽ bôi nó nha, mình sẽ dùng đây nè, lấy đây là giờ của cái đầu này, mình sẽ bôi làm sao mà cho nó khớp. Thì thường ở đây mình sẽ dùng cái cục gươm khoảng chừng 50 thôi, 50% opacity nè. Sẽ bôi nó, mình bôi từ từ để mình điều chỉnh cho nó khớp với cái dáng nha. Đó, cái này mà phải bôi từ từ rồi mình điều chỉnh cho nó khớp. Đó, là gì là làm từ từ nó sẽ ra nha. Đó. Vậy sau đó mình sẽ chấm cái phần khuôn mặt dư nè, chấm luôn, chấm phần tóc lên nha, cho nó cái nào dư ra thì mình có thể mình chấm, mình bỏ hết, mình bỏ cho nó đẹp. Ok ha, chấm. Đó, chấm phần tóc. Bên đây cũng vậy luôn, mình sẽ chấm. Sử dụng cục gươm mình bôi phần dư này, do lúc nãy mình cắt á nó bị dư nên mình bôi. Rồi sẽ bôi tiếp tục cái phần cổ cho nó khớp với cái thân. Chỗ nào không khớp thì mình sẽ chấm thêm vô nha, chấm cho nó khớp với cái thân mới được. Cái này là phải làm từ từ mình mới thấy được cái phần nào nó khớp hay không khớp. Sẽ chấm từ từ để mình để toàn bộ là 50-20 hết nha. Rồi xong mình sẽ bôi cái phần tóc này làm sao mà cho nó khớp với cái phần dưới đây nha, cho nó đẹp. Sẽ bôi từ từ. Cái nạp dư thì mình sẽ chấm bỏ nha, cái phần này bị dư rồi, chấm bỏ. Mình bôi mình lấy cái phần tóc kéo sa rê á, nó sẽ đẹp hơn. Thì cái phần tóc cái thân cũ á, nó hợp với cái áo sa rê, mình bắt buộc mình phải giữ lại. Mình chỉ giữ lại cái khuôn mặt với cái chấm từ từ nha, chấm làm sao mà cho cái phần này nó khớp với cái thân là ok. Chấm từ từ, sẽ kiểm tra từ lớp bây giờ xem nha. Ok không? Phần bên đây nó hơi bị sáng nè, nên mình sẽ khoanh cái dùng này lại, mình sẽ làm cho nó tối xuống, nhấn Ctrl+L nè, giúp cho nó tối xuống. Sau đó mình nhấn Ctrl+B để mình cân bằng cái màu lại cho nó khớp với cái thân ở dưới. Dưới đây nó hơi tối thì mình làm sáng lại. Ctrl+L Fader mình sáng lên nha. Đó, bạn thấy cái thân là bây giờ mình ghép nó vô nó cũng thấy cũng ổn ổn rồi đó, chỉ còn thiếu cái ở dưới đây, làm đây màu nó không được giống lắm. Mình sẽ làm sao cho nó giống nha. Thì
mình cũng bằng cách mình chọn cái phần da của cái này mình sẽ chỉnh làm sao mà trong feeder là 10, trong feeder là 10 nha các bạn, 10. Cái phần background da ở dưới mình chỉnh sao cho nó khớp lại. Mình sẽ nhấn là Ctrl M để mình nâng sáng lên trước. Đó, cho da nó chát. Nhấn Ctrl B nè, mình sẽ chỉnh cho màu nó tương đối với cái ở trên. Đó. Các bạn nhìn bằng mắt á, các bạn để ý mình là mình sẽ chỉnh tương đối thôi nha. Rồi. Thì cái phần cái chỗ này nó sẽ không khớp nên mình sẽ tìm cách làm cho nó khớp lại. Cái phần da này nó không khớp thì mình sẽ làm cho nó mịn lại nha. Mình sẽ vào bên, mình sẽ khoanh dùng cái khuôn mặt này vào camera raw để mình làm cho cái da nó sạch lại. Đó, đó các bạn thấy là vô đây sẽ làm cho da của người nữ này mịn màng lại nè, đó, cho nó bớt sần sùi lại, cho nó khớp với cái thân. Ở trên đó thì nó thấy hơi đỏ nè, mình sẽ chỉnh cho nó khớp da lại luôn, đó. Rồi cái phần môi thì mình sẽ chỉnh cho tươi lên để khớp với cái thân hình vô rễ nha. Mình sẽ chọn cái đơn là 5 thôi. Mình sẽ nhấn Ctrl B nè, kéo màu hồng lên nè. Ok không? Rồi, thì so với cái mặt giải thân hình này nó hơi ốm, nên mình sẽ làm cho cái bắp tay của người này nó sẽ vừa lại, mình sẽ khoanh tròn nè. Vô Shift Ctrl X sẽ làm cho nó cái tay nó mập lên một chút cho cái thân cũ nó quá ốm, mập lên một chút là được nha. Ok, đó. Rồi cái phần bên đây thì mình thấy nó cũng khá ổn rồi, nó chỉ hơi đỏ thôi. Hơi đỏ mình nhấn hình trên U nè để giảm một chút màu đỏ lại. Rồi ok không ha. Đó, vậy là mình đã ghép xong cái thân hình từ bên đây qua bên đây nè. Mình thấy rồi, mình cũng khá ổn ha. Rồi, vậy là xong. Mình sẽ share lại nha. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.